Chào anh em nhá. Đây là mồi lăng xê anh em. Mồi lăng xê này thì cái đóng gửi hàng tặng theo anh em để anh em câu thử một buổi nó hết rồi. Mình vừa mới trộn xong. Trộn xong đây là đóng vào để gửi lăng xê thì cùng cả anh em nhá. Một gói này câu được trộn với cả cái theo cái tờ giấy mình hướng dẫn ấy. Nó câu được khoảng 20 đến 25 cục lăng xê anh em nhé. Anh em đánh thử thế là ok rồi, buổi thoải mái. Mình đóng thì mình chia ra đúng tỷ lệ nó nôm ra là nó không, mình áng chừng thôi, áng chừng nó như này thôi. Tại vì mình cũng trộn như thế mà anh em. Hôm nay thì cái tờ giấy hướng dẫn mình có in, mình làm lại khác rồi, giao diện nó khác một chút, tí mình cho anh em coi. Hôm nay mình đóng mình chia chắc chỉ được khoảng tầm hơn 20 đơn hàng thôi. Nếu các anh em nào lấy lăng xê thì mình lại gửi theo một cái gói này để anh em test thử cái mồi của mình. Nếu mà thấy câu ok thì lấy mồi thì bảo mình gửi. Mồi lăng xê này của mình hiện tại là vẫn bán 200.000 một cân anh em nhé. Một cân thì anh em có thể câu được cả tháng luôn. Mỗi lần đi câu nó có tốn có bấy nhiêu chứ đâu anh em. Đấy, mỗi lần đi câu 3 xỉa. Nó gọi là thính dụ của anh em nhé. Cái này chuyên trôi. Mình bảo là chuyên trôi thực ra mà bởi vì cá khác nó cũng lên. Nhưng mà mỗi một lần đi câu, ví dụ tính ra được khoảng 10 con thì nó phải rơi vào 8 con trôi rồi anh em ạ. 7-8 con trôi. Còn 3 con loại cá khác đâm ra là mình cho nó là chuyên trôi đi anh em nhé. Chứ cần làm gì có cái mồi gì mà câu được nguyên một loại cá đúng không anh em. Mồi này mà anh trôi cực kỳ nhạy luôn anh em. Anh em làm một dùng thử rồi thì biết. Cả trôi cả chép. Trôi chép chấm chủng linh tinh dính hết. Nhưng mà nó chủ yếu nó là trôi. Thôi anh em câu thử buổi. Câu thử buổi mà 20 mấy cục mà đánh còn không được nữa thì thôi. Anh em lấy lăng xê nhớ giúp mình lấy 3 bộ trở lên nhá. Mình gửi tại vì nó không đáng bao nhiêu ấy. Giờ ví dụ anh em lấy 1 bộ hoặc 2 bộ thì cái công gửi đi nó không bỏ anh em ạ. Gửi đi rồi còn hộp rồi chạy đi gửi nó kia nó không bỏ. Nó là 3 bộ trở lên thì mình mới gửi. Lăng xê của mình thì vẫn giá như thế thôi, 50.000 một bộ anh em. Ai bán rẻ hơn thì mình không biết, nhưng mà đồ của mình chất lượng nó khác anh em ạ. Từ ngày xưa đến giờ anh em xem video là biết rồi, cái đồ chất lượng nó khác thì giá tiền giá thành nó phải khác thế thôi. Còn chỗ này không đủ một gói này rồi. Thôi gói này anh em nào lấy thì nhớ bảo mình kèm cho thêm 2 gói anh được. Anh em nào thích câu thử 2 buổi bảo mình kèm cho 2 gói anh được. Đó. Ok. Này chút mình lấy anh em xem cái tờ giấy này. Nhìn cứ như kiểu đóng hàng thuốc viện này. Gớm quá. Đây là cái mẫu tờ giấy mới, hướng dẫn mới anh em.
lăng xê này, đây tờ giấy hướng dẫn của mình mới. Anh em nhìn là nét luôn, có cả hướng dẫn câu lăng xê ở trên và hướng dẫn trộn mồi dưới anh em nhé. Đấy, lăng xê. Hôm nay thì mình bị hết xốp mất rồi, thì tí sáng tí chút nữa thì mình mới đi mình mua xốp. Đây cũng đóng hàng cho anh em thôi, nhưng mà đang chưa có xốp ở trong anh em nhá. Tí nữa mình đi mua xốp để đóng kèm theo anh em nữa, anh em câu. Hôm nay thì nó hết hộp rồi, nên là mình đóng tạm vào túi liên hông. Đấy là sáng mai ra bưu điện thì mình mới đóng. Đấy, một gói này câu được một buổi lăng xê anh em nhá. Anh em cứ trộn theo hướng dẫn của mình là câu được một buổi 20-25 cục. Anh em nào lấy thì cứ để lại số điện thoại cho mình. Ok.